cái mã loa rồng GT2024 này của hãng Nanomax cho mọi người phiên bản giới hạn đặc biệt trong năm nay, năm 2024. Thì tại là em đã ghim rồi thì giá hiện tại trên sàn tụi em đang bán với giá siêu giảm giá là 6.590.000, nhưng mà không biết là bên phía mọi người mua được giá bao nhiêu nè. Đây đang hiện nè. Loa này 6.490.000 nha mọi người, và hiện tại là em thấy là đang được giảm 100.000 trên mau nha. Loa này thì sẽ khác với loa hôm bữa, một bữa là loa rộng, nhưng mà cái đó là sơn DU ha, còn này là sơn phân gỗ cho mọi người, phân gỗ. Trời ơi, đây là chống chày nha, gai chống chày chống và đặc thôi mọi người. Và cái lớp bên trong là thùng gỗ nha. Thì thùng gỗ được thiết kế trong loa là để giúp cho cái loa khi mà nó phát âm thanh ra nó ấm với mọi người, ấm rất là ấm nha. Cái này cho mọi người. Ôi, mọi người nghe cái âm thanh mà lúc nào cũng phát ra từ thùng gỗ hay hết trơn, nó giống như guitar này. Guitar này cũng là cái hộp gỗ hộp cổng của mọi người, trong hay không, cái âm thanh phát ra rất là hay luôn á. Trời ơi, mà cái đó là gỗ thì nó mỏng mỏng thôi, còn cái này là lớp gỗ dày luôn mọi người, thì biết là cái âm thanh nó cấp cỡ nào ha.